nay chúng ta đã trải qua một ngày giảng bài cùng với nhau thì thấy như thế nào ạ? À? Có vui không? Trời cho nhỏ gì đúng vui luôn. Nhỏ quá. Thì để mở đầu cho cái buổi giảng bài tình thứ sĩ nghe ngày hôm nay thì muốn mở đầu bằng một cái bài hát nghề tình cho mọi người trở về với quê hương ạ. À. Rồi mọi người, xin mọi người vỗ tay một cái nha. Thank you.